Dạ, con chào ông bà cô chú anh chị đến cơm máy lá quê. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay thì gom mấy anh em lại với đem coi ra củ hủ dừa coi có đuông không, mình sẽ chặt kiếm đuông nha. Dạ. Rồi giờ có một bờ dừa này dừa mã lai cha trồng. Cho nên giờ mình phải đi kiếm. Kiếm đuông làm gì? Kiếm đuông cũng nhậu luôn xưa. Mình ăn sống luôn cậu ơi. Cái này giờ không có rồi. Nè. Qua đây coi. Cái này có ăn luôn rồi, là mới ăn à. Cái này để xịt thuốc sống bệnh. Sao? Đây để xịt thuốc đi, bơm thuốc vô sống à. Dạ. Đang để cha nghe có không hả? Đụng đụng ở đầu luôn nè. Mà này nó mới ăn hả? Bây giờ thì sẽ đi tìm cây dừa cả nhà. Xem cây nào có đuông nhiều thì mình sẽ đến đốn cây đó. Bắt trước nha cả nhà. Thì nghe gạo gạo có mà ít có ít. Thôi đi. Ít. Bơm thuốc mà chị bơm thuốc vô cho chết không mà. Cái này cũng có mối ăn nè. Nhưng mà ít cái này ít. Lựa cái nào nhiều đi mình. Dạ. Ở đây thì là nguyên một bờ dừa luôn cả nhà. À. Này dừa mã lai. Để trồng lâu đi chút. Thì trồng cũng 2 năm rưỡi rồi. Này ông kia mình đi rửa vừa cho ông nè. Cái gì nữa? Không biết gì. Còn có. Ô, công nhận ăn nè. Đang bỏ bã lại nè. Bỏ bã luôn. Bỏ mới ăn nè. Nó bỏ bã rồi đó. Rồi cây này nó đuông chẳng có đuông rồi đó. Khoan, để bác sĩ để bác sĩ nghe thử cái này coi. Thì có không à? Bác sĩ nội soi à. Nghe gì không? Chứ chưa nó ngủ rồi. Ngủ. Nghe ịt tưởng ít. Này có mà ít tại nó mới lại ăn nè. Nè cái bả còn nè. Có mà ít nha. Thôi thử đi. Coi. Từ từ. Đẻo bẹ từ từ dưới á. Ê có nè. Mới chặt rớt ra liền nè. Thấy không? Thôi, dạ. Đi đừng rớt quay. Đó cái đó đây đó. Con này rớt ra. Đây con đi con ngủ. Con này rớt kìa. Này xúc ra, đúng rồi. Con nào này. Đây. Con mới lại. Đây. Đây. Con này con hơi cứng nè. Không con này vẫn còn được. Có. Con này ăn được, ăn được. Thôi mình. Thôi. Này nó ăn khoảng mới nửa củ hủ dừa, còn nửa củ hủ chắc mình ăn được. Con mừng, cái dao con mừng ơi. Nè cho chính xác kìa. Khoan từ từ này trời, này dạ. Trời ơi, này. Trời ơi, mẹ này có nè, mẹ này có trời luôn. Mẹ này có nè. Để. Đây con nè trời, nó dính được kìa. Ồ, ở đây thì có. Đây, có con gà nữa kìa. Bỏ vô. Con này bắt thời gian còn sớm mà vài bữa này rồi xong luôn. Nè, quá trời con nhỏ luôn nè. Bắt nhỏ luôn, bắt bỏ vô bộ lá lắm, đẹp lắm. Nè. Đó, trời ơi, nó mới béo quá. Có thể bóp lụm bỏ họng luôn coi. Ăn liền luôn hả chú? Ừ. Trời ơi. Chưa, cái này còn. Cái này còn. Còn. Tháng này là do tháng mưa nha cả nhà. Tháng mưa này thì mấy con đuông dừa này nó sinh sôi nảy nổi nhiều lắm. Đó, này còn khám phá cho. Không, giật ra cây có không trời? Có chứ. Bự với nhỏ thôi à. Đó. Rồi con này nó thành con này nó sắp thành con luôn rồi. Thành con rồi. Nhưng mà còn được, nhưng mà còn được. Để vô. Trời ơi, cái xì sữa. Còn cái đó. Đường cục 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 vàng quá ha. Cái mẹ nó có anh mùi. Có. Đúng rồi. Con này già rồi mà. Con này đen quá rồi. Không được. Một con đuông dừa trong cây dừa sẽ làm kén như vậy nha cả nhà. Mấy con non hơn thì nó sẽ không có kén. Nè. Cái nó có con bự. Chui nó lút vô rồi. Đây, trẻ ra. Đây là con đuông dừa trưởng thành luôn nè cả nhà. Đúng rồi, đuông dừa trưởng thành đó. Đây bắt thảo anh kia cho nó nở đẻ bên kia nữa. Dạ. Cái này là hồi mình giết ngay cả nhà. Cái này không thôi là nó sẽ bay qua cái cây khác. Anh kia múc có ăn dạ. Nữa. Nó sẽ, mình phải giết nó không thôi nó bay qua cây khác xong rồi nó sinh sôi nảy nở là hư cây dừa của mình. Đừng nữa. Đừng lúc đầu nè, tôi chặt con đọt cho anh nha. Đừng lúc đầu nè. Nó nở rồi. Trẻ kia các bạn.
Để đẻ nó luôn. Còn thấy nó tàn đó hết đâu. Chính giữa còn nhiều lắm nha. Chính giữa hả? Chính giữa không lắm. Giờ mới chút con. Quá rồi. Bắt chuyện thao này được rồi. Đây 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 đây. Bớt là một cái quá nó mới dập. Ủa, quá trời luôn kìa. Đây đây nó làm lỗ nè cả nhà. Đây. Quá trời luôn. Đây kìa. Mày thả bự. Này nó đi. Này cái đường này đừng đi nó nè. Quá hết rồi. Nhóc trong mắt. Trời đất cô nó ẹt ẹt cái này nè, giờ chứ nghe mới đúng nè. Để bị gạch gạch cho đi. Thì hồi nãy ở ngoài nghe nó hơi ít một chút. Tôi tưởng một ít, ai ngờ đâu nhiều. Quá trời luôn nè cả nhà ơi. Ô ủa cái nè. Quá trời luôn rồi. Ô ô. Ê, từ 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 kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Ồ, cái này dài bữa nữa là tính qua ăn ăn phân nửa con hũ dừa mà nó ăn hết luôn rồi. Đây, 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 cả nhà. Ồ. Ê, ê, ê. Cái đó còn nữa đó con mùi. Ê, chú vô rồi. Đây nè, đây nè. Đây là trường không có nhà. Đầu rô, ngọng mấy mập nè. Đầu rô, đỏ. Ê, cái này ủa, ủa, mà kéo lên. Đó, đó còn đó con mùi ơi. Coi chừng nó cắn cậu mùi ơi. Không có cắn, không có cắn, không có cắn. Nó dẹt tay mình không à. Nè bắt con này luôn. Đó chưa, trời ơi, đã, không mấy con cá. Rớt, rớt, rớt. Ủa quá, thấy không? Dạ. Thôi con ăn mấy con trắng này nè, mấy con xương trắng này con ăn. Nè, mấy con này nè, con ăn không quen, con ăn con này nè. Dạ. Rất là ngon. Ú, ú. Quá khỉ chiếc này đặt lỗ tai nghe cũng có lý quá hen. Nói xấu hay thiệt chứ. Nè, thấy không? Ai nói hết đâu? Nó thấy không? Dạ. Đâu có hết đâu, còn. Con này còn mà. Cái này từ từ, từ từ, đây nè, đây nè. Ừ. Không, cái này nó ra rồi. Từ kiếm, ừ. Nè, chụm chung đây nữa. Để chế ra nữa. Nè. Ôi, từ từ, từ từ, con này đi. Ô, con trắng tươi luôn. Hả? Không ngát. Ô. Lát nữa hả? Lát nữa tính. Trời ơi, con này ăn béo cho mà thấy. Vừa béo vừa ngon, độ đạm cao lắm. Nè, con nè. Con ăn hư chân. Nó ăn cái củ trước rồi nó ăn dài lên tới cái ngọn. Nó béo nó ngọt là nó ăn trước rồi. Thì bây giờ mày lên bàn cái món gì ngon mày có gấp trước không? Hay là mày mới ăn mấy món dở trước? Ai đã thấy gì mình ăn nấy. Không, nó cũng vậy thôi. Nó cái gì ngon là nó quất trước. Chừng nào mà hết rồi rồi mới ăn mấy món dở. Đó, nó lú gà đó. Châu châu. Kè vô. Vô thao ở đi con ơi. Chú có nhiệm vụ cầm thao hứng rồi phải không? Rồi. Nó tiêu rồi, bò đâu nữa rồi. Nè nè nè. Nó con bự, con bự. Bự mà nó hết chui không hả? Con bự, con bự. Nó chui vô không hả? Ồ, nó chui cái đi, cái đi. Đó, đó, con này ngon nè. Ồ, con này để vô một cái nó méo thấy. Thử đi, thử đi. Chưa, chút nữa phải có nước mắm tương gì mới được chứ tự nhiên. Mấy con này con cái nhà con này nó già nè. Dạ. Hai cái mỏ nè, hai cái càng nó bự nó ăn nó dữ dằn cái dừa đó. Bởi vì nó ăn nó khúc khúc thần ở dưới luôn nè. Cái già rồi nè, vài bữa nó thành con bò bự nhỏ nè. Ờ. Dạ. Còn cái răng già. Hai răng nè, kẹp mà hai răng nè. Nè. Vui không? Chút mình ăn nó lợi. Hả rồi nè. Cụ không? Cắn đau luôn bộ. Dạ. Chút mình ăn nó lợi. Nè nè, cái con hay là con ngồi đây con giờ con tự nó chưa luôn nè. Nó đợi mình không được anh. Ừ. Ồ, tự nó chưa luôn à. Còn nữa, trong đó còn nữa, em mới thấy kìa, còn cái đầu nữa kìa. Còn đây nữa nè. Rú đi con. Rú đi. Trời ơi. Cái nó, nó. Nó. Nó.
này hết chân cái dừa luôn cả nhà ơi. Có dừa lại miếng có xào kiểu này rồi xong rồi đó. Đó, nó chịu cay 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 luôn. Ồ, có nè. Hư cái đọt giữa luôn. Đây cái con này con trưởng thành này nè. Nè nó trưởng thành rồi nè. Nè dưới gốc luôn nè, thấy không? Dạ, dạ. Ăn tới gốc. Tới dưới luôn đó. Dạ. Con nó ăn tới dưới này luôn nè, chặt dưới còn nữa nè. Không hết đâu. Nghe nó ẹ không con mừ. Để nghe thử coi. Rồi con mừ đừng ấy nữa, để con nghe thử coi được không? Đó, ẹ ẹ ẹ cắn nào. Đâu vậy? Con kia đâu vậy? Cả nhà có nghe thấy không? Con để camera hơi xích vô đó. Đâu rồi? Cái gì đó. Con nãy còn mới thấy đâu? Nó kêu ẹ ẹ ẹ đó. Cái con nãy còn mất qua đâu? Làm cái gì rồi? Cái bên đây bắt được mười mấy con rồi đó. Hồi nãy giờ sợ cậu Mười với anh chàng bắt không được nhiều nên chút cái da qua đốn một cây nữa cả nhà. Cái này có nè. Quá nhiều. Cái này 4 người ra ngoài. 5 người. 5 người hả? Dạ. Chào quên con chữ con to. Chú thấy gì chưa chú? Quên chưa hết quên con rồi. Quên chết luôn rồi. Trời con ăn không được á. Con ăn được không? Dạ được. Rồi, gắp cho con thưởng thức. Sống nha. Vâng. Ngon không? Béo. Tôi bỏ cái đầu ra mới được. Thôi nghe luôn. Béo. Bỏ cái đầu ra. Nhai luôn. Này, con của chú là con của chú Quốc nhỏ. Đây 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 là cái này. Béo không? Ồ, mấy con này nó đã nè. Cũng gì nữa. Đây 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 đây. Trời ơi, đứt rồi. Đây 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 đây. Hai con. Mình nói hai con. Nè, mấy con giống con luôn. Cái này mình phải làm nhẹ nhẹ chú. Nhẹ. Kiểu như mình làm tới đâu mình sắn tới đó. Ép nó mới được. Chặt cây mà chặt hai cây cho nó dư ăn luôn hả? Dạ. Bắt ngàn đi chết. Giờ mình lấy con bự này mình chiên bột. Mấy con nhỏ này mình lát mình cho nó nhúng mình lăn nước mắm nè. Dạ. Con trắng nè. Đó, mấy con trắng nè. Lựa dầm lựa mấy con vàng qua đây rồi trắng mình tính sao. Đó. Trắng nè. Sao mấy con trắng lựa qua trắng tại vì nó còn non nó nhỏ. Non hả? Ừ. Ăn rất là ngon phải không? Béo. Nó ăn ngay chính giữa không à, giữa có hũ không. Trắng nhỏ. Con vàng này lát mình chiên bột. Con già. Già thì nó béo. Nó cũng béo nó mà nó không bằng con trắng. Còn được dĩa nữa đó. Thôi đi như đây đủ ăn rồi. Được dĩa nữa. Dạ được rồi. Ôi ôi, nhiều dữ vậy. Vậy chứ chặt thêm cây nữa mà. Chặt tới 2 cây lận mà anh. Phải 1 cây đâu, 2 cây. Mình thay phiên nha. Ở phiên chặt. Cái này thì rồi mình sẽ rửa nước sạch lại xong rồi mình ngâm muối nha cả nhà. Muối chiên bột đó, con nhỏ này nè. Mấy con nhỏ như thế này thì mình sẽ ăn nước mắm. Đây là cũng nhỏ. Còn mấy con bự mình sẽ chiên bột thì nó sẽ ngon hơn. Con ăn không cha, lựa ra nhiều chút. Dạ nhiều nhiều đi cha. Mấy con trắng trắng mình lựa ra nhiều nhiều đi. Đợt này cây này hai cây này không có trắng nhiều. Nhiều dạ. Cây trầu gô trắng dữ dằn luôn. Không, cái này khoảng chừng 5 ngày trước. Cái này con trắng này, con trắng nè. Ừ, đúng rồi, bắt được 4-5 ngày thấy cảnh trắng nó còn non á. Vừa búp 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 đã. Trời. Cho nó tắm, cho nó tắm, tắm cho nó sạch.
đúng rồi, sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Khoan, cho nó vệ sinh tí muối đi. Khoan, quẩn thì dài nước đi, vào ra quẩn đi, hả nó muối. Dạ. Cho nó sạch, tại vì ba cái dơ tù quá. Đó, anh chàng ngồi sẵn kìa nha. Chàng chuẩn bị làm chén nước mắm, tô nước mắm đi chàng. Mất ngủ à. Thì cái đó đã độ mình lên nước mắm, chắc ớt vô, cái nẻ vô, cái là làm được rồi. Ngâm mới đi, ngâm hồi đi. Ngâm một hồi đi chơi. Ngâm nó chết à? Không có chết. Dễ gì chết? Không. Bỏ một bấm muối không chết nữa. Về rồi không gửi thì tới đây rồi ăn ăn đưa ngâm cái này. Cái bít nước nữa kìa. Hả? Không. Hai bình mấy. Nó cho con mực. Nhớ được. Này mình sẽ cắm vô với ớt. Tôm của con mực kìa. À. Dẫn rồi mình cho nó vô, mình loại đi, chút cho nó vô loại đi, cho vô luôn hả? Cho vô, cho vô loại luôn. Vậy tao có rượu ra, rượu đi, rượu đi con ơi, nhắc con rồi. Ủa, cho loại nó uống nước mắm mình ăn mình khỏi chấm, thấy không? Thấy vô nước mắm mà quơ quơ không, nó quơ liền không? Quơ, nó quơ quá thì ngứa mà có thiếu không? Thiếu thường trái thêm rồi, từ từ đi, mình nói có sao có cái dĩa không này, không để đang để đi rượu coi có đó. Đây dĩa không, đây để đi rượu, cho nó loại đi. Trời ơi. Thôi nó ngon cho mày lấy chút. Nó lội đi. Chừng khoảng 5-10 phút đi, nửa tiếng đi cho nó lội, nó thấm vô. Cứ như mình ướp nó đi. Rót cho thằng em con ly luôn đi, để món này nó quá tả rồi nó đầu bắt tử không có à. Đứng ngoài á. Dạ. Cho lội hồi đi, cái đầu mình chào ớt. Để đi, anh lội đi, cho nó tự động lội đi. Này, cho thêm nữa không? Dạ được rồi. Dạ, con mời cả nhà mình lấy gai cùng với đình con. Mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà. Vô, cùng với thầy. 1, 2, 3, vô. Mời anh em nhậu đuông đuông vừa. Đây là món đặc sản miền Tây của chúng ta. Này là 20.000 con nha cả nhà. Này 20.000 con được không? Đâu được rồi. Hả? Đôi à. Đây ngon ngoe, ngon ngoe nè, vô. Thiếu béo đũa, thiếu đũa rồi, cái giường thiếu đũa rồi, béo dai mà nó thơm khủng. Chắc luôn miếng ớt mới được, mới ngon. Bây giờ mình chơi cái đầu luôn hả? Đó luôn. Mình nhắc, anh nhắc cái đầu luôn, mình ăn con nhỏ, mình có nhà. Đã nãy không nhắc luôn, nhắc chi nhỏ đầu béo. Không, con này như dạng con già này, mình không dám ăn đầu, lại nó quá già rồi. Dạ. Nó rất ngon, cái này dùm quá đã, cầm nhắm luôn, quá ngon. Béo. Mình ăn cái món đun dừa lội nước mắm trước, rồi sau đó mình sẽ ăn đun dừa chiên bột. Đây là có bột sẵn béo luôn, rồi đem bột ra sẵn luôn, ngậy luôn, đúng không? Đem ngậy luôn cái gì nhiều lắm. Giờ rót một ly rượu ra, mời camera cái đặt cho nó ăn thưởng thức cái đun dừa cây. Nãy giờ thấy không? Rót cái ly rượu kia. Út đáng lựa con nào con nào bự nhất, ngon nhất, con nào bự nhất. Con nào ngon nhất á? Dừa thôi. Đây này, con nào bự nhất. Con này nè, con này nè, này nè. Con bự kìa, con trăm mấy kìa. Cho con nhỏ thôi. Con đó đó, con đó ăn ngay chính giữa của hũ dừa đó. Có đứng quay không? Ra vô bằng con bự. Dạ, bắt vô nè. Rồi. 2 3. 1 2 3. Vô. Con mời cả nhà luôn. Vô, cay hả? Đó, đưa cho nó thưởng thức. Đấy, ngớt rồi, ngớt. Được chưa hả? Dạ, ngớt rồi. Lệnh đánh đó đi. Ừ, đó con đó đó. Rồi. Vô. Đúng chưa lòng luôn. Sao? Nghe tự nhiên đi, đừng. Sao? Trời ơi, đã. Cảm tưởng thì đó giờ mới ăn đâu. Béo thiệt, ngọt nữa nha. Béo ngọt hả? Cha là ăn cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà cha ăn phải nhắc cái đầu ra. Cầm cái đầu lại đi. Thôi, nha. Cái béo. Nhắc cái đầu. Cứ dài, cứ béo mà nó thơm.
thử chiếc vô rồi mình ra này ngon. Mình bóc á, này đúng ra mình lẫn bóc mới ngon. Cái đuông dừa này á thì nó ăn ở trong củ hủ dừa cho dạ. Nên cái trong cái bụng của nó là chứa toàn bộ củ hủ không, nhưng mà củ hủ đó là độ đạm rất cao, độ đạm cao lắm, bổ dạ, dưỡng dạ, lắm đã rồi. Mời cả nhà rồi, gọi vô mồi, vô mồi đó kìa, người nhảy kìa. Cho mượn nó đũa. Ngon nguyên à, dạ. Hồi nãy con ăn con nhỏ, giờ con chơi con bự nè. Con bự nào cũng hủ vừa nhiều nấy á. Gấp miếng tôm nữa. Được. Vô luôn. Đây, nó béo. Cặp vô cái đầu nó hơi nhắm. Cặp vô cái đầu miếng hung mũi ngon lắm. Ừ, đúng rồi, cái đầu nó hơi nhắm. Cái đầu cái gắn cái đầu ra. Vô cái đầu. Gắn cứng đúng rồi. Cái đầu nó cứng lắm. Cái gắn cứng nhát hả? Cứng nhát đúng rồi. Cho nên là nãy giờ anh ăn là phải bỏ cái đầu mới được. Cái đầu nó cứng không mới tạp được. Cái giữa này nào giờ nhỏ lớn giờ mới ăn sống vậy, tại đúng gà chiên bột mà nào giờ, tại vì đi bắt về tới nhà chết chơi người đâu có vụ mà lăn tại giường mình, tại chỗ mình lăn nước mắm đem đồ theo là mình ăn vậy mới đúng rồi. Đúng rồi, hồi xưa mấy ông hồi mình bắt cái dừa mình ngồi kế cái dừa mình nhậu luôn ha. Bữa nay nhậu ngoài giường gió mát, ngồi kế cái dừa luôn. Bắt củ ấy, bắt củ trời ơi đang nghe đứng rất ngon. Nói chung là tính ít mà chặt thêm cây nữa quá nhiều luôn, làm hai món luôn. Cái món lộ nước mắm này không là cũng đủ chỉnh rồi, mà thêm món này quá nhiều luôn, lát nữa là sai mồi quá. Này còn nhiều nữa thôi, giờ không theo này nhiêu được đồ bắt nữa, còn nữa đó chú, còn đỡ cây nhiều lắm, tại mình thấy nhiều rồi, nhiều rồi còn gấp nhậu nữa cũng đủ rồi. Có gung chặt không đứt. Gung tay đầu đâu, chuẩn bị món mới. Không nhận tấm bột hả? Tấm bột này. Lấy cái muỗng này thả vô hay là khỏi? Cái muỗng vừa có bột luôn. Nó nhảy ra ngoài kìa. Nó tính nhảy đâu nội. Thôi 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 thôi. Xíu. Tròn vô luôn. Để làm con nó coi. Đại đi. Tròn vô đi. Nè, làm cái con một cái. Nhiều đi. Tấm bột. Dính bọt đi để nó muốn bò mà. Chúng nhăn là nguyên si. Đưa vô cái nó cạp cái mỏ hết không chừng. Em tưởng xích cái mỏ không á. biết dạ. Thơm mùi gì không? Thơm mùi của hủ dừa toàn bộ. Nó ăn của hủ dừa không, trong bụng. Một cây hả trời. Bớt ra lên mà. Con này nãy nay bị cấn cánh xỉu rồi. Dính bọt gì đó ngon đó. Ồ nó quất cả. Đó. Tiếp tục đi đặng cho nó chín lượt. Chín mà dạ. Để bột nhiều chút rồi thả nguyên cái muỗng vô. Rồi thả nguyên muỗng vô. Cái này nó phá cây của mình mới ăn nó. Đó. Phần đồ ba con bò sát này phải diệt nó mới được. Nó phá hại cây của mình. Bớt này bớt lửa đi, tại nó nổ ra. Coi như là nó ăn của cha hết là 4-5 cây vậy đó. Vậy là mình đâu mình chưa đi cái hàng bìa mà chưa giảm lửa lại từ trước cũng mới rồi. Này là công tử trắng đi tìm nước bột, sấm đánh ba chào công tử trời lên. Này nó trời lên kìa, cái mắm chồng vô cái này cái cho bớt cái này cái. Thôi nè em chứ không. Rồi thiếu rồi. Cậu con thử cái coi. Ngon. Ngủ nha. Trời không, nè, chơi rồi, chơi đổ không. Dạ, mình chơi vậy á. Mình ăn vậy đó. Chơi sao? Lục bình kia làm cái dĩa bự như vậy. Chơi gì đó.
nóng quá nóng rồi, rồi cả nhà từ từ nha. Mới vớt nha. Rồi đó giờ mới thấy cái lục bình là cái dĩa để đựng. Đó, ăn, rồi bây giờ ăn lẩu được luôn rồi nè. Lấy cái dĩa đi, lấy cái dĩa vớt ra đi. Mà chơi ơi, chơi cái dĩa kiểu đã giữ người ta. Đưa dĩa vớt ra đi. Đó. Vậy là đó. Ba ly chào. Nóng quá nóng. Quá nóng. Giờ mình tắt cái đi cho. Không, vớt cái đi chi nữa. Chi rồi mình tắt đi cho mình ăn cái này đi rồi hả? Chi nữa. Cái dĩa đi. Cái này chiên mau chín lắm, nó đưa vô rồi nãy mình ăn sống được rồi. Bột có sống chú ơi. Con gấp ra từng. Bột gì nó hơi hơi là chín rồi, bột mình mỏng lét rồi đâu phải vậy đâu. Gấp đâu gấp cái dĩa này đi hay gì? Thì cái dĩa không ta để. Gấp chung rồi rồi đưa thằng Phin nó làm cái cho nó ăn thưởng thức này chứ. Ừ. Mình gấp đại mới lên 10. Thằng giờ bắt chết mình thấm màu mình để ngoài. Thắng này phỏng lửa chết luôn á. Không biết ở trên Sài Gòn hoặc là mọi người thì đun dừa này có giá bao nhiêu. Chứ dưới quê con là không đồng nha cả nhà. Dưới quê con là đốn cái dừa của cha con là không đồng rồi đó. Cha trồng bà dừa này coi như là thất thu rồi. Tại vì cha không có để thuốc trừ sâu vô. Nếu để thuốc trừ sâu vô thì nó không ăn. Dạ. Cho nên là cha không có để thuốc trừ sâu vô cho nên nó ăn. Khi mà phát hiện rồi á là nó ăn vô tới trong ruột rồi. Ở ngoài thấy nó còn lá nó vẫn còn xanh. Nhưng mà khi ăn vô trong rồi từ từ. Nó khi ăn vô trong banh chành hết trơn rồi. Khoảng một tháng sau hoặc hai tháng sau cây dừa nó bị quéo lá. Rồi nó mới chết. Như mình vậy thôi à. Ừ. Rồi. Giờ món mới này mình vô đi tặng thử thức. Tặng cái chút vô rồi, cái. Vô nãy giờ cầm hoài. Giờ nóng quá hả? Không có nóng mà cầm hoài không? Nó ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Vô. 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 Đã lắm. Mời cả nhà dùng món mới đuông dừa. Đuông dừa chiên bột. Chiên bột. Rồi. Ừ. Này chấm những mắm trong. Kẹp miếng rau sống nữa. Thứ gì chịu nói. Đó thiệt. Đó. Đây. Đó. Béo nữa. Con này chiên giòn. Phải cần bỏ đầu, nhai đầu luôn. Đây dạ. Nè. Chấm đều với đá nè. Hay không? Có rau có này kia. Cũng béo mà nó béo cũng không thua gì cái này đó đã mà là vừa chứng tới à đừng có cho nó quá vàng cái đậu nó bung bể ra nó bể văng cái sữa của luôn dừa cái đố biết út đáng với mờ với chàng ở Sài Gòn bây giờ đun dừa nhiêu ký không biết không chiều mấy không hả chiều mấy không không có rẻ mà tại nó mua ký mà nó bán con đúng rồi nó ác gì đó nó mua ký bán con tại vì mất cái lợi tại vì vô anh đâu dám kiêm số lượng nhiều anh kia dừng 20 con là 30 con thôi chứ tại số lượng mà chiên bột này cũng mấy chục ngàn con à mình nghe nói là ở Sài Gòn là coi như là 700 ngàn một ký nhưng nó dao động 700-800 ngàn một ký nhưng mà khi vô nhà hàng thì chiên bột tính con à, chiên bột hoặc giả là làm cái món gỏi hay là nó nhiều món chế biến lắm gỏi hoặc nấu cháo hay là hoặc làm lên lửa chiên nữa đi con ơi. Ừ. Hoặc làm cái món gì đó là nó tính bằng con. Ừ, nó ăn được vô cha. Giờ cha bắt nó cha ăn lại. Vô. Rồi. Tại mình chiên bột á vậy ha, đúng ra mình để sơ qua là vừa lăn lại là mình ăn là nó béo dữ dằn hơn cái vụ mình để cho nó vàng. Cái vàng là nó không còn cái béo mình chờ bột. Tớ. Ừ. Thì bột sống qua mình ăn được. À. Ờ nằm trong bột nè, con này nằm trong bột nè. Sao nó xa quá vậy? Nè đó. Con tay, nãy giờ mấy con là ăn nhiều rồi đó. Kẹp vô miếng ớt. Này mình đứng nhà hàng chắc mình ăn chắc sao mình trả tiền nổi trời. Công nhận có cái chén độc hay cái dĩa độc quá. Quá. Ừ. Vậy sống ở quê dễ chơi lắm. Béo. Có lá cây gì làm chén gì cũng rửa ra. Ừ. Không thôi mà không có rửa mình chặt cây làm đổ luôn á. Chè chặt sậy á. Bỏ sậy mới đồng chặt sậy. Công dưa mình chẻ rồi đó. Dưa nó vịnh vịnh cái gì đó vịnh vịnh chẻ rồi. Cái gì làm đồ nhắc. Cái đó làm đồ nhắc luôn.
Có bẻ thêm không một bình nữa. Hơi hơi thường dần ra rồi đó. À, trả đây nè. U trả về. Nó vừa chín tới rồi, nó béo dữ dằn. Béo. Công nhận béo thiệt. Nó dữ lắm. Nóng rồi. 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 Chừng nào chín để ở đây nha. Rồi, chín giấc.